先叫베트남의가장큰명절이라고들었습니다여러분이제2018년시작한지얼마안됐는데항상건강하고건강이정말최고인것같아요몸이아프면은저뭐하고싶은일을마음껏할수가없으니까운동열심히하시고맛있는건강한음식드시고일단여러분이건강하고행복하고또함께영화를보시면서즐거운시간행복한시간을나눴으면좋겠습니다 That's all I wish Nothing else 신짜오또일라채연2018년새해가밝았습니다모두모두새해복많이받으시고항상건강하고모두모두정말행복하셨으면좋겠습니다축복남머이신짜오또일라주양2018년새해가밝았습니다새해복많이받으시고요건강이우선인것같아요그리고항상행복하셔야되고예축복남머이축복남머이축복남머이 mọi người nhiều sức khỏe vui vẻ và may mắn chúc mọi người hãy theo dõi báo thanh niên và kênh của CJ một năm mới thật vui vẻ hạnh phúc nhiều may mắn nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và người thương của mình và mong mọi người sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới và mình sẽ đạt được những cái mong muốn của mình trong năm nay xin cảm ơn nhân dịp và năm mới Mậu Tuất xin chúc cho những gia đình nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công nhé Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.